thế nào, rồi nuôi trồng thế nào, rồi nó lai từ cây gì đến cây gì, thì nguồn gốc ở đâu, rồi có cây thì nó nói là nhiệt độ nó thích hợp thế nào, ra bông mùa gì các bạn ha. Thì rồi dendro, rồi nè nó có cả cây dogitis nè, hồi nãy nè dogitis là bạn hồ điệp tiểu mini nè. Bây giờ là cây này người ta chơi nhiều lắm, nhưng mà thực sự là cái cây này thế nào thì chúng ta coi trên đây là nhờ đây là chúng ta có. Ví dụ nó nói cây này là nguồn gốc bán đảo Đông Dương với rừng Sumatra. Sumatra là của Indonesia, và bán đảo Đông Dương là rõ ràng là của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đó. Rồi cấu trúc thế nào, rồi nuôi trồng đó ra thì sao, bông nó thế nào, thời kỳ hoa của nó là mùa hạ cho đến mùa đông, nhiều lắm các bạn. Rồi vũ nữ nè, đây rất là nhiều vũ nữ, nó qua tới dần O là vũ nữ, rồi nó qua tới dần B là hồ điệp, rồi những cái dòng mà lạ lạ nữa, rồi Vanda là những cái cuối cùng. Thì cái cuốn này là mà theo mình thấy là có 72.000 mà màu sắc cực kỳ đẹp, để các bạn có thể tham khảo chơi lan. Qua cái cuốn thứ hai thì cuốn này là 200.000 nha các bạn, 200.000 giá bìa 200.000, và nó là 4 mùa với phong lan do nghệ nhân nước ngoài viết, đây nghệ nhân nước ngoài viết các bạn ha. Rồi cái cuốn này là giấy tốt đẹp, chỉ có thể coi 10 năm cũng không sao, in hình bông hoa rất là đẹp. Và đặc biệt cuốn này nó có hướng dẫn về những cái phát triển của cây, và trong nhà trồng sao, rồi thiết có luôn cả chậu nữa. Thiết bị dụng cụ chậu luôn, chậu nhựa, chậu đúc nung thế nào, rồi nó nói luôn cái loại chất trồng nha, nhiều loại chất trồng mà mình không biết đâu nha. Đặc biệt lắm là vỏ cây linh sam nè, than củi nè, đá chân châu nè, gỗ bần nè, đá nhẹ rỗng nè, đá dung nhan nè, một loại cây vi dương sĩ nè, vỏ dừa khô nè, dừa xô thì Việt Nam chúng ta gặp nhiều đúng không ạ. Rồi chậu gỗ nè, miếng gỗ bần nè đó, và các dụng cụ để trồng lan thế nào, các cây ti thế nào, trong đây là họ ghi rất là khoa học và bài bản các bạn. Và các loại dao nữa, dao trồng rồi kéo rồi kìm. Ồ, cái cuốn này nó rất là kỹ luôn vậy ha, chị thấy cuốn này rất là kỹ, và họ chỉ cái cách vô chậu rất là chi tiết luôn, tuy không bằng video nhưng mà hình ảnh chị thấy không đó, họ vô chậu là thế nào luôn, rồi trồng dendro vô chậu thế nào, dendro đó, từng bước một để vô chậu dendro cho chúng ta. Rồi vô Vanda vô chậu mà loại mà gọi vô gỗ vú sữa thế nào luôn nè đó. Rồi cho các dòng hài nè, rồi các loại bệnh nó lan nữa nè, bệnh thông dụng thôi. Rồi bắt đầu nó sẽ khúc cuối và giữa là nó giới thiệu các loại lan trên thế giới, cũng giống như cuốn kia, nhưng mà mỗi cái nó có cái cuốn này nó sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà màu sắc rất là đẹp. Chúng ta cứ coi và thấy nó một cái gì đó chúng ta thưởng thức đúng không ạ. Cuốn này thì nó cao cấp hơn cuốn kia. Rồi chị mới xem qua mà chị muốn đọc rồi. Nhìn nó mê gì ha. Các bạn cái thời mà mình hồi xưa khoảng gần 10 năm về trước á, là những quyển sách này là về lan, tức là mình rất là thích lan thì mình quý như vàng, không có thể mua được luôn. Lúc đó không có mấy quyển này, lúc đó là màu sắc nó xấu lắm, nó không in đẹp như bây giờ, kỹ thuật in không được bây giờ. Thì lúc đó mình phải mua những cái quyển sách trồng lan mà của Thái Lan, của Đài Loan, một cái quyển bự to hơn cái quyển này, giá gần 1 triệu, bự hơn, dày hơn này chút, giá gần 1 triệu, nhưng mà toàn là tiếng Thái, tiếng Đài, rồi tiếng Anh, trời ơi, đọc coi hình không à, mò mò thôi chứ không thể nào nó rõ ràng và nó chi tiết và nó trình bày đẹp giống như những cái vậy. Thì đây là một món quà rất là quý giá mà thời buổi bây giờ theo mấy quý thấy là khó có, vì người ta coi là qua điện thoại là chính đó. Thì chúng ta có thể xem những cái này qua sách vở
Và mà cuối mà video này Mary có một cái chia sẻ để các bạn xem sách về Lan nha. Đảm bảo các bạn không gặp ở đâu người ta chia sẻ hết, tại vì Mary đã từng coi một quyển sách chồng Lan. Em coi từ năm cái quyển đó là Vũ Nguyễn Công Nghiệp, kỹ sư Nguyễn Công Nghiệp, xuất bản năm 1986. Em vẫn còn giữ cái quyển đó bây giờ. Nó là quyển sách chồng Lan cổ, tới bây giờ em giữ được. In bằng giấy nâu á. Cái giấy mà giấy nâu. Mà lâu lâu nó có cái tấm in màu mà nó phải kẹp vô, đính kèm chứ không in được trong cái quyển đó. In cái thời từ cái Lan đen vô, mà lúc đó là không có xu nha luôn. Có một cây xu nha. Thời cây xưa là cây anh ba, đen vô anh ba và cây Bombadour. Tức là những cây đó là cắt cành trước cây xô nha luôn các bạn. Các bạn thấy là nó xưa thế nào. Là họ có in một số hình cây và đa số là vẽ không. Thì lúc đầu á, là em đọc á, em đã bảo chị sẽ cũng giống em nhưng mà chị còn đỡ hơn em. Tức là hồi xưa là không biết cây lan tên gì luôn. Chỉ biết đó là cây lan. Xong mình vô mình đọc, mà đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Dendrobium, đúng không chị? Có nhiều cây đây mình đọc muốn chết tên luôn á. Cái cây Dendrobium á, là đọc muốn mệt với nó luôn á. Ví dụ cây hài Bicipedium, nó cứ rồi Catlaya, hồi xưa không biết đọc sao, tại vì người ta cũng có ai đọc trước đâu, rồi không có trên mạng nữa, mình cứ đọc theo cái kiểu của mình. Và em nói thiệt, em đọc mà em không biết đó là cái gì luôn. Và cái quyển sách đó là Marie coi phải khoảng gần 10 lần coi đi coi lại để thuộc cái tên thôi các bạn. Và mình đảm bảo các bạn mới chơi Lan á, thì chưa biết gì hết, các bạn cũng sẽ giống mình, có nghĩa là coi đi coi lại và cố gắng đọc cái tên tiếng Anh của nó. Nhưng mà các bạn cố gắng đọc, tại vì đọc riết nó sẽ có cái vần. Tại vì tên Lan bây giờ á, nó dịch cho tiếng Việt thì không có nhiều, đa số là vẫn dùng tên quốc tế, mà tên quốc tế là mấy tên là chính xác, đúng không vậy ha. Thì các bạn đọc một thời gian, các bạn coi đi coi lại ha, rồi các bạn tiếp xúc với internet, tiếp xúc với trên mạng, các bạn sẽ thấy cái tên lan nó sẽ quen thuộc, và các bạn sẽ thấy là cây lan đó từ từ mình sẽ biết hết những cây lan trong đây luôn. Tức là các bạn là cứ việc coi, nhưng các bạn cố gắng nhớ tên tiếng Anh, rồi một thời gian nào đó các bạn sẽ rành hết những cây tên trong đây đó. Chứ còn là đâu có ai mà chỉ chúng ta từ ban đầu khi coi sách thế nào. Đây vô hồ đẹp nè, và là Lucid gì nè đó. Em nói thiệt giờ em đọc nó cũng muốn mệt với nó, mấy tên nó dài quá. Ví dụ Atco, nó có tên dài thì mình đọc Atco. Dendrobium thì mình đọc tên là Dendro, bỏ Bium đi. Thì tiếng Việt mình hay vậy. Thì các bạn là cố gắng coi sách này là phải coi đi coi lại. Coi đi coi lại thì sẽ nhớ tên. Còn không là nhiều khi đọc cái tên nó không biết cái tên gì luôn các bạn. Các bạn sẽ bỏ mất cái tên khoa học nó thì rất là uổng. Thì qua, hy vọng là qua cái dịp chia sẻ này, chúng ta yêu sách, tinh thần mà thích đọc sách thì yêu Lan thì chúng ta sẽ đọc sách Lan đó. Thì Mai Quy muốn giới thiệu những cái quyển sách mà Mai Quy đã đọc rồi, thấy là nó rất là hay, ý nghĩa, dễ hiểu, hình ảnh đẹp, nhiều khi nói thiệt ngắm bông thôi cũng đẹp rồi, đúng không bạn ha. Đọc lúc nào rảnh đọc sau, nhưng chúng ta có thể ngắm cái những cái bông hoa người ta gửi cho hình trên đây là chúng ta rất là đẹp rồi. Dạ, thì những quyển sách này các bạn có thể liên lạc bên công ty Mai Quy mình để có thể mua. Và mình thấy là nhiều người ở tỉnh á, ở ngoài Bắc mua những quyển sách này rất là nhiều. Tức là họ cũng có tinh thần yêu sách, họ mua tuy là không quá nhiều nhưng họ vẫn mua những quyển sách này rất là nhiều. Đó là một tinh thần đáng quý. Thì hôm nay chị cũng là một cái tinh thần đáng quý giống vậy. Thì chúc chị đọc những quyển sách này kỹ lưỡng và học những cái điều hay trong quyển sách này đem lại ha chị ha. Dạ. Cảm ơn Mai Quy đã giới thiệu cho chị hai quyển sách. Mặc dù mình chưa có đọc trang nào nhưng mà mình cảm thấy rất là háo hức để tìm hiểu xem tác giả đã viết những cái gì ở trong quyển sách này. Và mình hy vọng là mình sẽ tìm được rất nhiều kiến thức quý báu từ những quyển sách mà Mai Quy đã giới thiệu cho chị. Dạ, xin cảm ơn và xin chào các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào. Chọc cái này nha.